Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 145 về tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đối tượng dành cho công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác làm việc tại 21 sở ban ngành, 6 cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và 8 Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chương trình Cải cách hành chính và cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị về những nội dung liên quan đến hội thi cải cách hành chính năm 2019. Tôi giới thiệu đến quý vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay là bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành viên ban tổ chức hội thi cải cách hành chính năm 2019. Xin chào bà và cảm ơn bà đã tham gia trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Mỹ Quyên. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bà, trước hết bà có thể cho biết một số kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2018 đến nay ạ? Công tác cải cách hành chính năm 2018, cái kết quả đạt được cũng khá là khả quan. Thứ nhất phải nói đến công tác chỉ đạo điều hành. Lãnh đạo tỉnh rất chỉ đạo rất sát sao với công tác cải cách hành chính, ban hành các cái văn bản chỉ đạo thực hiện các cái nội dung cải cách hành chính, các cái giải pháp để thực hiện nâng cao cái chất lượng cải cách hành chính cũng như cải thiện các cái chỉ số cải cách hành chính. Và đặc biệt năm 2018 thì Ủy ban tỉnh có ban hành cái chỉ thị số 07 về thực hiện cái năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính. Thì qua cái kết quả thì cho thấy rằng cái trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức được nâng lên rõ rệt. Và năm 2018 thì Ủy ban tỉnh có ban hành cái kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, thì trong đó có cái kế hoạch mà khá nổi bật, đó là cái chương trình mà cải cách hành chính và cuộc sống phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Các cơ quan đơn vị rất là quyết tâm thường xuyên rà soát các cái thủ tục hành chính, cắt giảm cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo là tối thiểu 30% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian. Và năm 2018 thì cũng đã đề xuất đơn giản hóa được và tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cái tỉnh mà thực hiện khá sớm cái mô hình một cửa. Năm 2018 cho đến nay thì cái việc duy trì và vận hành rất hiệu quả cái mô hình một cửa. Và bên cạnh đó thì tỉnh cũng đã mở rộng triển khai cái mô hình một cửa đến bệnh viện Bà Rịa. Và kết quả cho thấy là cái sự hài lòng của những người dân khá cao. Theo cái đánh giá của Bộ Y tế thì bệnh viện Bà Rịa là một trong 5 trên 29 cái bệnh viện mà được đánh giá là bệnh viện tốt nhất về cái chỉ số hài lòng. Triển khai quyết liệt cái nghị quyết 39 của Trung ương, của Ban Chấp hành Trung ương về cơ cấu lại đội ngũ công chức. Theo đó thì các cơ quan đơn vị cũng đã tiến hành sáp nhập các cái phòng ban chuyên môn, giảm được một số chi cục và giảm được trên 20 cái phòng chuyên môn. Đây cũng là một cái quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc mà thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động của cái bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh. Và kết quả năm 2018 thì được các bộ ngành trung ương đánh giá rất cao. Kết quả là chỉ số cải cách hành chính xếp hạng thứ 12 trên 63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2017. Và đặc biệt, cái chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên rõ rệt. Cái tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 83%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 82,9%. Và đặc biệt là cao hơn năm 2017 tới 10,8%. Thì cho thấy là cái sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi được biết là ngày 2 tháng 10 năm 2019 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 145 về tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổ chức hội thi thì xin bà cho biết mục đích cũng như là yêu cầu và cái thời gian tổ chức hội thi này ạ. Khi mà ban hành cái hội thi này thì Ủy ban tỉnh hướng đến cái mục đích là nâng cao cái nhận thức của cán bộ công chức viên chức đối với những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì cán bộ công chức viên chức này tham mưu những cái chính sách, những cái văn bản, những cái chỉ đạo điều hành của tỉnh sát với thực tế hơn, rồi đúng cái quy định pháp luật để thực hiện có hiệu quả những cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Và qua cái hội thi thì cũng giúp cho cán bộ công chức là nâng cao được cái ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, hướng đến cái sự hài lòng của nhân dân. Và cũng qua cái hội thi thì cũng giúp cán bộ công chức là có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong cái việc thực hiện cải cách hành chính, rồi cũng học được những cái rèn luyện thêm được những cái kỹ năng xử lý tình huống. Vâng, xử lý tình huống. Về cái yêu cầu hội thi thì hội thi không mang tính hình thức,
mà phải thực sự thiết thực, phong phú và sinh động, bám sát tất cả những cái mục tiêu của chương trình cải cách hành chính. Và cái thời gian dự kiến thì dự kiến vào trung tuần tháng 11 năm 2019. Thưa bà, được biết thì năm 2016 thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội thi cán bộ công chức viên chức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công tác cải cách hành chính nhà nước, và bà có một số đánh giá về hội thi năm 2016 và với hội thi về tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 này thì có điểm nào mới so với cái hội thi tổ chức năm 2016 hay không ạ? Thì năm 2016 thì cái hội thi nó gồm 5 cái phần thi tự giới thiệu này, phần thi kỹ năng soạn thảo văn bản, phần thi kỹ năng viết biên bản, rồi phần thi thứ tư là tiểu phẩm và phần thi thứ năm là thời trang công sở. Và cái kết quả đạt được cũng khá khả quan. Cán bộ công chức viên chức cũng nắm được một số cái kiến thức cơ bản về cải cách hành chính và cũng rèn luyện được một số cái kỹ năng cũng như là nâng cao được ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Và năm 2019 này thì khi mà chúng tôi tham mưu thì chúng tôi tham mưu theo cái hướng là đi sâu vào cái nội dung, cái kiến thức cải cách hành chính. Thứ nhất về luật cán bộ công chức, và thứ hai có thể kể đến đó là cái nghị quyết 39 của Ban chấp hành Trung ương, rồi cái chính sách tinh giản biên chế, và đặc biệt là cái đề án văn hóa công vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành năm 2018 và tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh. Về cái hình thức thì năm nay, năm 2019 thì có một sự thay đổi đáng kể, đó là các cái phần thi gói gọn lại 4 phần thi. Phần thi thứ nhất là phần thi trắc nghiệm tất cả những kiến thức cải cách hành chính, giúp cho cán bộ công chức có thể nắm được những cái kiến thức về cải cách hành chính. Phần thi thứ hai là phần thi tiểu phẩm. Phần thi thứ ba là phần thi về xử lý tình huống. Đây là hai cái phần thi mà giúp cán bộ công chức có thể rèn được những cái kỹ năng, học hỏi được những cái kỹ năng trong xử lý tình huống khi mà thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất. Và phần thi cuối cùng là phần thi ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính. Đây là phần thi mà kỳ vọng sẽ tìm được những cái ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính mới nhất để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Thưa bà, để đảm bảo hội thi diễn ra khách quan, công tâm và chất lượng thì bà có thể cho biết một số vấn đề về thành phần ban giám khảo cũng như là đối tượng tham dự và thể lệ của hội thi ạ? Thành phần ban giám khảo mời những lãnh đạo của các cái cơ quan đơn vị là đầu mối của cải cách hành chính. Ví dụ như lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, có thể mời thêm lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, những người mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái tham gia hội thi và là những người đại diện cho công chức viên chức, công đoàn viên chức, rồi cho thanh niên. Các cái đội thi thì chúng tôi mở rộng cái đối tượng thi đến các cơ quan trung ương, các sở ngành và các huyện. Và dự kiến là mỗi đơn vị là một đội thi, cũng sẽ có đội mạnh, đội yếu. Tuy nhiên các cơ quan đơn vị đều phải cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho cái hội thi, để hội thi thành công tốt đẹp. Cái thể lệ thì chúng tôi sẽ ban hành cái thể lệ và chuẩn bị cái ngân hàng câu hỏi. Có thể là một cái ngân hàng câu hỏi rất là lớn. Nó gọi là bao gồm tương đối tất cả những cái, tức là về cơ bản những cái kiến thức về cải cách hành chính để có thể đưa đến, chuyển đến cho các cơ quan đơn vị nghiên cứu trước hội thi, và chỉ chọn lọc trong số đó một số rất ít để tham gia cái hội thi thôi. Dạ vâng. Như bà vừa chia sẻ thì trong cái hội thi cải cách hành chính năm 2019 có phần thi bắt buộc, đó là thi ý tưởng sáng kiến về cải cách hành chính, và theo chúng tôi đây là cái phần thi khó và đòi hỏi các cơ quan đơn vị phải có văn bản trình bày các nội dung ý tưởng sáng kiến của mình trong cái lĩnh vực cải cách hành chính và gửi đến ban tổ chức hội thi. Và ý kiến của bà về vấn đề này ra sao ạ? Đây là một cái phần thi mà được đánh giá là khá khó. Dạ. Khó và mới. Cũng đòi hỏi các cơ quan đơn vị phải đầu tư rất nhiều, phải tìm tòi nghiên cứu để đưa ra được những cái ý tưởng, những cái sáng kiến, những cái giải pháp hay để thực hiện tại đơn vị và để đưa ra để tham gia hội thi. Và trong cái phần thi này thì chúng tôi vừa khuyến khích, tức là yêu cầu bắt buộc là các đội thi phải có cái ý tưởng sáng kiến để tham gia hội thi, và khuyến khích các cái cá nhân là cán bộ công chức viên chức cũng gửi những cái ý tưởng sáng kiến đến hội thi, đề nghị các đơn vị là gửi trước cái nội dung, các cái tên của ý tưởng sáng kiến về ban tổ chức hội thi để ban giám khảo có thể là ngồi lại và chấm trước cái sáng kiến ý tưởng này, và sau đó là sẽ công bố tại cái lễ tập kết của hội thi, chứ chúng tôi lại không đưa cái phần thi này tại hội thi chính thức. Cái nội dung của ý tưởng thì xoay quanh các cái vấn đề như là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, rồi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức,
và nâng cao cái sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Và một cái nội dung nữa cũng rất cần thiết, đó là cải thiện cái môi trường đầu tư, cải thiện cái môi trường kinh doanh để thu hút các cái nhà đầu tư có tiềm năng. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng kết quả của phần thi này sẽ tìm được những cái ý tưởng, những cái sáng kiến hay của các cơ quan đơn vị để chúng tôi có thể tham mưu Ủy ban tỉnh triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh, để làm sao chất lượng cải cách hành chính thực sự được nâng lên và các cái chỉ số được cải thiện đáng kể cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Và qua cái hội thi này thì chúng tôi cũng rất mong muốn là truyền tải các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân và doanh nghiệp cùng chung tay để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vâng ạ. Và hy vọng hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thành công tốt đẹp và đạt được hiệu quả như mong đợi. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành viên của ban tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019. Chương trình cải cách hành chính và cuộc sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chương trình do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ tư tuần thứ ba hàng tháng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.